Và đây nó là cái dòng hải yến Thái cả nhà nhé. Đẹp lắm các bác ơi. Đây cây đấy ạ. Một chậu như này thì nó cứ dao động từ 2 cây đổ lên nhá. Giá cho một chậu như này là 120.000 một chậu. Em bán từ 2 chậu nhá và phí ship cho 2 chậu là 35.000. Trong trường hợp mà các bác mua từ 3 chậu trở lên thì giá chỉ còn là 350.000 và em sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người. Cái dòng hải yến này thì hoa nó gọi là siêu thơm luôn ạ. Thơm tuyệt vời luôn. Nó thơm cái mùi ngọt nhá, thơm mùi vani và hoa ra quanh năm. Hải yến này em có 3 mặt hoa nhá. Trắng hồng này, trắng tím này và một màu xanh nữa ạ. Trắng xanh nhá. Em có đủ 3 màu hoa. Nên là khi mà các bác lựa chọn một combo thì em sẽ nhặt cho mọi người mỗi chậu một màu nhá. Cây đẹp lắm mọi người. Nó cứ dao động từ 2 cây trở lên nhá. Và những cái chậu nào 3 cây thì nó sẽ có một cây nhỏ và hai cây to, hoặc là một cây to to hẳn và một cây và hai cây nhỏ nhá. Đây này, cuống hoa cũ này. Chuẩn bị đến cái mùa hoa của nó rồi các bác nhá. Dòng này hoa ra quanh năm, mỗi một đợt hoa nó sẽ kéo dài trên một tháng này. Hoa thơm lắm, các bác nào chơi dòng hải yến thì biết rồi. Hoa siêu thơm luôn. Mọi người có thể bỏ cái chậu vuông này ra, mình ghép lên trên lũa, lên trên trụ gỗ ấy ạ, để làm thành một tác phẩm nhá. Cây rất là đẹp luôn này. To đẹp nhá. Cái dòng này thì lá của nó giòn lá, cho nên là thi thoảng nhá, thi thoảng sẽ có một vài cái lá nó hơi xuất hiện một tí vết nứt nhá. Này cũng rất là mong các bác thông cảm nhá, thì gọi là thi thoảng thôi ạ, chứ không phải là cây nào cũng bị nhá. Còn đây nó là cái lô dáng hương cam lửa, hàng hiện tại đang có nụ nhá, rất là đẹp luôn. Đây mặt bông thực tế của nó đây các bác ơi, đẹp lắm, bên ngoài màu đậm đà sắc nét hơn nhá. Một cây dáng hương này thì em chia sẻ đến các bác giá là 120.000 một cây. Các bác mua một combo 3 cây, em Thúy miễn phí vận chuyển cho mọi người nhá. Còn em sẽ đi đơn từ 2 cây trở lên, phí ship cho 2 cây là 35.000 giúp em ạ. Cái dòng này thơm lắm, rất là thơm và ra hoa quanh năm. Hiện tại bây giờ đang một đợt hoa rồi này, xong các bác chơi xong đợt này là nó sẽ một đợt nữa nó sẽ ra vào chuẩn Tết nhá. Còn đây là mặt bông thực tế của nó. Mỗi một đợt hoa của nó sẽ kéo dài tầm trên dưới một tháng, nó còn phụ thuộc vào thời tiết nhá. Cứ dao động từ 25 đến 35 ngày. Chậu một cây này. Ui dồi ôi, dòng này đẹp lắm mọi người ơi. Em phải gọi là đẹp dã man luôn, đang có nụ nhá. Mỗi một cây này nó chỉ được một nụ thôi các bác nhá. Đây, zoom kỹ lại cái màu hoa cho mọi người xem này. Nói chung là đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Em giới thiệu đến cho các bác một cái mặt hàng mới nó vừa cập đến ở nhà em nhá. Dáng hương đỏ. Đẹp lắm, đây, mặt bông thực tế luôn nhá. Dòng này nó là dòng bông mai. Dễ gió này. Cây thì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Một cây như thế này thì em chia sẻ đến các bác giá là 100.000 một cây nhá. Em bán theo combo 3 cây, em miễn phí ship cho các bác, chứ em không bán lẻ 1-2 cây. Nhưng mà trong trường hợp mà các bác muốn mua gộp đơn, nghĩa là mọi người đã có đơn hàng sẵn rồi, muốn mua gộp đơn một cây như thế này về để mình sưu tầm mặt hoa ấy ạ, thì em sẽ gộp đơn cho mọi người nhá. Còn em không bán lẻ 1-2 cây, em đi theo một combo 3 cây luôn ạ. Mặt bông thực tế này, dòng này hoa cực kỳ thơm nhá, hoa ra quanh năm luôn ạ. Hiện tại bây giờ thì cây là nó chưa có hoa đâu ạ. Đây là một số cái mặt bông bói em cho mọi người xem thực tế rồi nhá. Còn em bán là em bán cây như thế này này, nguyên như thế này, chưa có nụ, chưa có hoa nhá. Nhưng mà bảo hành cho các bác trong cái thời gian ngắn nhất sắp tới là nó sẽ có hoa cho mọi người chơi. Đây mọi người nhìn này, rễ gió này. Ăn tiền cái bộ rễ chưa? Nhìn nó đúng như là những cái sợi mì tôm ấy. Mì tôm đột biến này, trắng xóa luôn nhá. Hoa thơm lắm mọi người nhá. Hoa ra quanh năm mà cực kỳ thơm luôn ạ. Cây nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nhá. Một chậu nó chỉ có một cây này. Cái hàng này về mình ghép lũa cũng được, mà mình trồng chậu như này cũng được nhá. Rất là đẹp luôn. Kodak Toki của nhà em hôm nay lại cập bến đây các bác ơi. Cây phải gọi là siêu siêu đẹp luôn. Giá thì vẫn là 120.000 cho một chậu 2 cây này các bác nhá. Và dáng cây thì nó sẽ có dáng cây mẹ con và dáng cây sinh đôi. Đây ạ, cây sinh đôi thì hai cây nó sẽ nhỏ nhỏ đều đều như này này. Còn dáng cây mẹ con đây
sẽ có một cây to và một cây nhỏ nhá. Hàng đẹp cực kỳ luôn ạ. 120.000 một chậu. Và hôm nay em Thúy sẽ bán combo 3 chậu là 360.000 em miễn ship nhá. Chứ các bác lưu ý cho em này là mọi người phải hết sức thông cảm cho em là em sẽ không bán lẻ 1-2 cây ạ. Em bán theo combo luôn nhá. Và nếu mà trong trường hợp mà các bác đã có đơn hàng rồi, mình muốn gộp đơn để sưu tầm thì em sẽ gửi kèm cho các bác. Còn bình thường để mà mua 1-2 chậu thì các bác thông cảm giúp em nhá. Em sẽ không ship 1-2 chậu mà em ship luôn một combo 3 chậu như thế này là 360.000 em bao ship cho mọi người. Cái Kodak Koki này thì em có hai màu hoa. Một là màu tím trắng này. Và hai là màu hồng trắng nhá mọi người nhá. Dòng này nó là dạng bông cúc tròn, bông cúc tròn. Hoa to, thơm, chùm bông dày nhá. Hoa thơm cực kỳ luôn ạ. Và cái dòng này nó rất là bền hoa, các bác sẽ chơi trên 1 tháng nhá. Chơi hoa trên 1 tháng đấy ạ. Hoa thì nó sẽ nở rải rác quanh năm. Nó sẽ dao động bắt đầu từ tầm tháng 5, tháng 6 dương đến tháng 11, 12 dương nhá. Cây cực kỳ đẹp luôn này. Đây. Đó. Có 360 một combo thôi. Cái Kodak Koki này nó phát triển cực kỳ nhanh luôn mọi người. Về chỉ cầm vài tháng thôi là nó đã lên vùn vụt rồi ạ. Lớn nhanh như thổi nhá. Cù Lao Minh đột biến. Cái dòng này là dòng của Thái Lan các bác nhá. Nhìn cây nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Rất là lạ luôn ạ. Nhìn thoáng qua thì nhìn nó giống nhạn, hơi giống nhạn một chút các bác nhá. Đó, một chậu như thế này thì hôm nay em Thúy chia sẻ đến các bác giá là 180.000 một chậu. Và em bán từ 2 chậu trở lên nhá. Phí ship cho 2 chậu là 35.000. Các bác mua từ 3 chậu trở lên thì em miễn phí vận chuyển cho mọi người. Các bác ơi, hiện tại bây giờ nó đang chuẩn bị nó vào mùa của hoa cù lao rồi đây ạ. Đây này mọi người nhìn này, những cái gai nhọn nhọn này này là cái mắt hoa nhá, nó sẽ ra ở những cái nách lá như thế này. Em cho mọi người xem mặt bông của nó. Hoa của nó là màu xanh cốm. Cái này nó cũng là một cái dòng hoa đổi màu đấy mọi người ạ. Xanh cốm này, xong rồi nó cũng như cái nước hoa của mình, nó có hương đầu, hương giữa và hương cuối ạ. Thì cái dòng hoa này nó cũng vậy, khi mà mới nở ra thì nó là màu xanh cốm lưỡi trắng, càng về gần cuối thì nó sẽ chuyển sang màu vàng nhá, nó sẽ chuyển sang cái màu vàng mít ạ. Đây. Cái dòng này của Thái nó lai tạo thì hoa nó sẽ ra quanh năm nhá, cứ vài tháng một đợt, vài tháng một đợt hoa, và hoa cực kỳ bền luôn ạ. Số lượng nhiều nhá các bác nhá. Xỉ lẹ mọi người cứ alo trực tiếp cho em. Số điện thoại em ghi ở trên màn hình đấy ạ. Hàng VIP nha các bác nhá. Nóng bỏng tay luôn này. Châu Thái ôm gỗ một bảng hai cây ạ. Đây mọi người ơi, cây đẹp dã man luôn nhá. Bảng nó sẽ có hai cây như thế này. Trời ơi, của hoa cũ này. Cái lô này mọi người đặc biệt lưu ý cho em nhá, là có rất là nhiều màu vàng luôn ạ. Lô hàng này là nhà em đặt suốt từ đầu năm đến bây giờ nhà vườn họ mới chịu bán cho mình đấy ạ. 190.000 cho một bảng châu ôm gỗ hai cây như thế này. Và em ship từ hai bảng, phí ship cho hai bảng là 35.000 các bác nhá. Trong trường hợp mọi người mua từ 3 bảng trở lên, em Thúy sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người. Đây là toàn bộ cái màu bông của nó này. Trắng này, sen này, trắng tím này. Cái trắng tím của Thái này, cái màu tím của nó là màu tím hồng chứ không phải màu tím rừng của mình nhá. Bò sữa này, đỏ đốm này, ngọc trai đen này. Rồi ôi trắng lưỡi hồng này, đỏ cherry này, đỏ thạch này. Nhiều màu lắm mọi người ơi. Cam đào, cam lửa, cam cá vàng nhá. Rất là nhiều màu luôn và đặc biệt là nó có cả màu vàng chanh nữa nhá. Rất là nhiều màu vàng chanh luôn. Đây, mọi người tha hồ sưu tầm nhá. Cây em bao đẹp cho các bác các bác ơi. Hàng em bao đẹp bao lỗi nhá. Một bảng như thế này nó sẽ có hai cây. Đó. Cái này về nhá mọi người, trồng và chậu cũng được. Mà mọi người ốp lên cái lũa, giá thể lũa của mọi người cũng được. Chưa bao giờ về được cái lô hàng nào lại đẹp như thế này. À đây em cũng lưu ý với các bác một chút ạ. Là hai cây thì nó sẽ có cả cây dáng mẹ con và cây dáng sinh đôi nhá. Mẹ con thì nó sẽ như này. Tất nhiên là sẽ có một cây to vượt lên và một cây nhỏ nhá. Còn sinh đôi thì hai cây nó sẽ đều đều nhau, nhỏ nhỏ đều đều nhau nhá. Yêu lắm luôn. Này mọi người nhìn này, cây nó cứng cáp vô cùng luôn ạ. Đẹp ơi là đẹp luôn này.
Tiếp theo đây là một cái dòng giả hạc Hawaii trắng trắng tím xưa nha các bác nhá. Hàng siêu đẹp luôn. Và hàng này em trồng thuần rồi nha các bác nhá. Này, em trồng thuần sẵn ở trên chậu rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Em cho các bác xem mặt hoa. Đây là mặt hoa Hawaii trắng này. Các bác nhìn xem bông hoa siêu dài luôn nhá. Và đây là Hawaii tím nhá. Hawaii trắng xưa và Hawaii tím xưa. Hàng hôm nay em chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn. Một chậu trồng thuần sẵn như thế này. Đấy. Một chậu trồng thuần sẵn như này. Một chậu rất là nhiều ngọn. Em chia sẻ với các bác giá độc chỉ có 90.000 một chậu. Và các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nha các bác nhá. Trong trường hợp các bác mua một chậu ghép đơn thì em sẽ gửi. Đây là Hawaii trắng này. Còn bên đây là Hawaii tím nha các bác nhá. Các bác mua em sẽ đánh dấu chậu vào cho các bác. Đây, Hawaii tím đây. Đây các bác ơi, siêu đẹp luôn nhá. 3 chậu như này độc chỉ có 270.000 thôi. Em miễn phí ship nha các bác nhá. Hàng nhà em về siêu đẹp luôn. Đây, 3 chậu như này 270k em miễn phí ship này. Một chậu rất là nhiều thân luôn nhá. Và đây em giới thiệu tiếp các bác một dòng nữa. Đó là giả hạc hoa hồng đỏ nha các bác nhá. Nói về cái dòng hoa này thì hoa siêu thơm luôn. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Giả hạc hoa hồng đỏ là một dòng hoa nổi tiếng rồi. Và hoa nở chuẩn Tết nha các bác nhá. Hoa thơm lắm, thơm nức nở luôn. Một chậu này, một cái bảng này trồng thuần rồi nha các bác nhá. Bảng này hàng trồng thuần rồi. Trên mỗi một bảng là thi... Là có cái móc treo sẵn rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. 7 đến 10 ngày các bác cho em nó ăn phân thuốc một lần. Đấy. Đây các bác ơi, đây này. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn, 120.000 một bảng. Và các bác mua 3 bảng thì em tính các bác giá là 350.000, em miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn thì em vẫn ok nhá. Cái hàng này các bác lên mua ít nhất là 2 bảng này. Về mình ghép vào này. Mình ghép như thế này. Đấy, mặt nào nó cũng có hoa nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Về mặt nào nó cũng có hoa. Hoa siêu thơm luôn. Thơm lắm, dòng hoa giả hạc hoa hồng đỏ này nổi tiếng rồi các bác ạ. Em không phải gọi là giới thiệu nhiều. Các bác nào năm những mọi năm chơi là các bác biết rồi. Và các bác cái trồng cái cây này này, về các bác trồng này, đến tháng 12 dương lịch, các bác cắt nước đi cho em. Cắt nước có nghĩa là gì? Lúc ấy là mình sẽ ngừng tưới vào thân và lá. Mình chỉ tưới vào gốc thôi, vào cái giá thể đấy thôi. Để chứ lúc ấy là bắt đầu nó sẽ khô và vàng cái lá, nó rụng cái lá thì hoa nó sẽ ra, thì nó hoa nó sẽ đâm chồi ở những cái chỗ này. Đấy, thì nó sẽ ra vào đúng Tết nha các bác nhá. Các bác tưới vào thân và lá là nó vẫn còn cứ phát triển, nó không ra hoa kịp Tết đâu các bác ạ. Đẹp chưa các bác? Em vừa cập bến tiếp được 4 cái loại dòng giả hạc nhá. Đó là châu Như lưỡi bẹt này, giả hạc Lâm Sung này, Nù Tam Bố và Di Linh Xuân nhá các bác nhá. Hàng hôm nay là cực kỳ là yêu, siêu đáng yêu luôn. Thân nù luôn này, tím ngắt nhá các bác nhá. Đáng yêu đẹp lắm các bác ạ. Đây là một cái dòng hoa là Nù Tam Bố nhá. Đấy, Nù Tam Bố này. Còn đây là Di Linh Xuân nhá các bác nhá. Đấy, một chậu này. Móc nó cứ dính vào với nhau. Một chậu nó đây. Hàng này trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi nhá. Trên một chậu nó có cả thân dài, thân ngắn nhá. Và đây là giả hạc Lâm Sung nha các bác nhá. Đấy, giả hạc Lâm Sung này. Trên một chậu nó có cả thân dài, thân ngắn nhá. Cây nào, loại nào nó cũng thế nha các bác nhá. Còn đây là châu Như lưỡi bẹt này. Đấy. Những cái dòng giả hạc này hoa cực kỳ nổi tiếng luôn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Cực kỳ nổi tiếng luôn. Bẹt Lâm Sung này. Châu Như lưỡi bẹt, Di Linh Xuân này. Dòng hoa nào cũng đẹp, nói chung là đẹp thì em mới nhập về em bán nha các bác nhá. Đẹp em mới nhập về em bán. Siêu đáng yêu luôn. Hoa thì siêu thơm luôn. Hoa thì các bác khỏi phải bàn đi. Đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 70k một chậu. Khi các bác mua 4 chậu
giá chỉ còn là 270.000 và em Thúy miễn phí ship. Đây, chậu này em sẽ đánh dấu nó giá cây từ tên cây từng loại một nhá. Đây, bốn chậu nó như thế này. Đây là Di Ninh Xuân này. Châu Như lưỡi bẹt này. Lù Tam Bố này. Giả hạc Lâm Sung này. Bốn loại này giá độc chỉ có 270.000, giá quá rẻ luôn em Thúy này, còn bao ship nhá. Thiên thần đáng yêu luôn. Đẹp lắm các bác ạ. Nó có từng loại, có loại có thân nó dài, có loại thân nó ngắn nha các bác nhá. Bốn loại em sẽ đánh dấu riêng ra. Hàng trồng thuần hết rồi nha các bác nhá. Cực kỳ đáng yêu luôn. Có những cái thân nó nù, nó to nhá. Nhưng mà bây giờ trên một chậu bao giờ nó cũng có cả thân dài, thân ngắn. Cái này là Châu Như lưỡi bẹt nha các bác nhá. Nào cũng đáng yêu lắm. Nù Tam Bố cũng đáng yêu này. Đấy. Quay lại cho các bác xem đấy. Đây là Di Linh Xuân nhá. Đẹp chưa? Và nhìn ở bên ngoài nó đẹp hơn ở trên ảnh nhiều các bác ạ.